Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Là đương cao thành trời đất. Chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc với ảnh tượng các thánh, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, chúng con cũng dùng con mắt kiến thức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài và bát trước. Chúng con nài xin Chúa làm phép và thánh hóa những ảnh tượng này để tôn kính và tưởng niệm đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, thánh cả Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ. Xin Chúa đoái thương để ai siêng năng tôn kính trước các ảnh tượng này thì nhờ công nghiệp và sự che chở của người được Chúa ban ơn thánh từ đời này và vinh hiển vĩnh cửu ở đời sau. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nghi thức làm phép nhà. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyện lên Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và ở cùng chúng ta. Xin người đoái thương đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin người ở đây với anh chị em, nuôi dưỡng tình bác ái và chia vui sẻ buồn với anh chị em. Còn anh chị em, hãy theo lời dạy và gương lành của Chúa Kitô, hãy làm cho nhà này thành nơi chan chứa tình bác ái, để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu cùng với hai môn đệ trên đường đi Emmau, đến gần làng các ông tìm tới, người làm như muốn đi xa hơn, nhưng hai môn đệ lại ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang đi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa tin tôi, hỡi khen Chúa. Sau mỗi lời nguyện, xin mọi người thương, lạy Chúa xin ở lại với chúng con. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ con Thiên Chúa là Chúa trời đất, Đấng đã trở nên xác phàm vào giữa nhân loại, và trong tâm tình tạ ơn chúng ta đồng thanh tôn vinh. Chúa Giêsu đã thánh hóa gia đình Nazareth khi ở với mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta cầu xin Chúa thương ngự lên trong nhà này như là thượng khách và là vua của chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Nơi Chúa Kitô tất cả được xây dựng thành đền thánh, chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết kiến tạo đời sống để trở nên đền thờ Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã dạy chúng ta phải xây nhà trên nền đá vững chắc. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong nhà này biết xây dựng đời sống trên lời Chúa và biết phục vụ nhau trong tình bác ai chân thành. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Chúa đã không có nơi cúi đầu và đã chấp nhận việc đón rước của các bạn hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang không nơi nương tựa tìm được nơi chúng ta sự trợ giúp tận tình, để họ có được nơi ở xứng đáng. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương lắng nghe các tôi tớ Chúa là những người đang nài xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà này, để khi ở trong nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa. Khi đi xa nhà này, họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành, và khi trở về nhà này, họ được Chúa hiện diện luôn mãi, cho đến ngày họ được hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha, nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ. Chúa là đấng hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Đâu có tình yêu thương
đâu có